Ngày nay chúng ta gặp được là tình huống gì? Mấy ngàn năm lịch sử trong quá khứ chưa từng có. Xã hội hỗn loạn, địa cầu thiên tai dồn dập, văn minh khoa học kỹ thuật không đem đến an lạc cho chúng ta, chỉ đem đến cho chúng ta sự uy hiếp, thân tâm bất an. Uy hiếp lớn nhất cho nhân loại ngày nay tuy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận rất sâu sắc là chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học. Đây là chiến tranh hủy diệt sanh mạng trên địa cầu. Tất cả sinh mạng đều biến mất khỏi địa cầu. Lúc này chúng ta tự nhiên ý thức được người xưa thông minh trí tuệ vì sao không phát triển theo phương hướng này. Bây giờ hoàn toàn hiểu được. Nếu nói người xưa mấy ngàn năm trước phát triển về mặt khoa học kỹ thuật, có lẽ địa cầu đã bị hủy diệt từ lâu. Chúng ta thực sự quan sát một cách tỉ mỉ, di tế, lãnh hội một cách sâu sắc rằng khoa học kỹ thuật không phải là phương pháp tốt, có thể không cần thiết để nhân loại sống một cuộc đời an định. Thái bình, hạnh phúc, mỹ mãn. Cổ nhân thường nói cuộc sống sung mãn, thơ tình hòa ý, tốt đẹp biết bao. Hiện nay không có. Hiện nay không có tâm tình này, thơ tình hòa ý, tâm sẽ bình tĩnh. Tâm là định. Tâm hiện nay rất nông nổi, rất trôi nổi. Không những họ không thể sáng tạo, mà năng lực thưởng thức cũng không có. Tự nhiên khiến những người này tự hỏi lại, rốt cuộc con người đến thế gian là có ý gì? Có giá trị gì? Con người đến thế gian này biến thành không có chút giá trị nào, không có chút giá trị gì để nói. Đức Phật nói rất hay, nhân sanh thù nghiệp. Câu nói này quá thích đáng. Những nghiệp báo chúng ta tạo trong đời quá khứ, chúng ta đến thế gian này để trả nghiệp báo. Đức Phật cũng nói rất rõ ràng về nghiệp báo. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chúng ta đến thế gian để làm những việc này. Điều này không cần thiết. Ân phải báo, nhưng oán nên bỏ qua tất cả. Hà tất như vậy? Đòi nợ hay trả nợ đều không cần.
quả thật chẳng có chút ý nghĩa nào. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp được giáo huấn của Thánh Hiền. Ngày xưa đây là điều rất bình thường. Nhân duyên này quá thù thắng. Trên mảnh đất lớn của Trung Quốc, bất luận là dùng đất nào, quý vị đều có thể học được giáo huấn của Thánh Hiền. Nó phổ cập khắp nơi. Nhưng hiện nay không còn, đứt đoạn rồi, địa tầng đã đứt gãy, biến thành vô cùng hy hữu. Ngày xưa Phật Pháp cũng rất phổ biến. Trong thôn trang hay nơi hẻo lánh đều có chùa. Hiện nay không còn, đều biến thành hiếm hoi. Nên khi gặp quả thật khó được, quá hy hữu. Thật sự đã gặp được, thật sự thấu triệt và y giáo phụng hành. Như vậy lần này đến thế gian rất có giá trị. Ngoại duyên thì sao? Ngoại duyên tốt. Vì sao vậy? Vì hoàn cảnh bắt buộc chúng ta không thể không làm. Nếu ngoại duyên là Thái Bình Thạnh thì là một đất nước văn hóa lẫy nhạc, chúng ta không nỡ rời xa, cảm thấy ở đây trật tự. Hiện nay gặp quá nhiều thiên tai nên nhanh chóng giảng sanh là nhân duyên tốt, nghiệp tăng thượng duyên. Ngày xưa còn có thể từ từ, thời gian chúng ta có nên cứ từ từ. Bây giờ không có thời gian, không kịp nữa rồi. Cần phải buông bỏ dạng duyên, phải nhất tâm niệm Phật. Quả thực thay đổi được tâm chúng ta, thanh trừ tất cả những thứ tạp nham trong lòng, sau đó đưa Phật A-di-đà vào. Tự tâm chúng ta là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là tâm tôi. Tuyệt đối đừng để lương tâm mình làm thành thùng rác cho bên ngoài. Những thứ dơ bẩn người ta không cần, quý vị đều ghi nhớ hết trong lòng. Như vậy quý vị trở thành thùng rác đựng rác bên ngoài. Như vậy là sai lầm, sai triệt để. Đây là một người hồ đồ, không phải người thông minh. Người thông minh trong lòng là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền. Đây mới gọi là tẩy trừ tâm cấu.